Trong giấc mơ.
vị rất nhiều. Xin cảm ơn ca sĩ Ngọc Trâm. Thưa quý vị, chúng tôi đã thưa với quý vị từ lần đầu, đã có một ca sĩ thuộc thành phần là ca sĩ trẻ đoạt những giải thưởng của một trung tâm băng nhạc, đó là trung tâm Thúy Nga, và chúng tôi đã mời về hát ở đây. Và trong suốt thời gian vừa qua, càng ngày tiếng hát của anh càng điêu luyện hơn. Cái trầm ấm đã đạt tới cái mức độ là trầm lắng để cho người nghe